truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Bây giờ mình giả bộ sàn cái nữa đi. Đứng xích lại gần đây. Cấp độ 1 đó. Có xin nhai vậy không? Cấp độ 2 đó. Sao thầy quýnh em mạnh vậy? Anh không phải quýnh đâu, đó là sức mạnh luyện tập chút xíu thôi là. Cái gì kỳ vậy? Đúng rồi, từng cấp độ nó phải khác nhau như vậy. Nhưng mà cấp độ 2 của thầy mà thầy quýnh em muốn trón dán mặt mày luôn á. Đó mới là sức mạnh thể hiện ở cấp độ khác nhau chứ. Thôi nói chi cấp độ 7 giống như mì cay ha. Mì cay hả? Vậy để tao thử cho cấp độ 7. Em lại thầy, thầy thử cấp độ 7 chắc em tiêu luôn á. Vậy bây giờ muốn sao nữa hả? Tao đâu có thời gian mà rảnh rỗi với trò mà đứng đây chơi như vậy. Muốn luyện tập á sao không đi tìm bạn bè luyện tập đi. Tuấn Kiệt đâu rồi? Em làm gì có bạn bè gì đâu. Còn Tuấn Kiệt hả? Tuấn Kiệt bị A Quan bắt cóc rồi. Gì bị A Quan bắt cóc? Tự nhiên á, tụi em đang nói chuyện, đang luyện tập chơi vui vậy đó. A Quan bay tới, A Quan nói chuyện riêng với Tuấn Kiệt. Rồi hai người đó bàn nhau cái gì mà cái vụ mà người xưa của Tuấn Kiệt cái gì đó em không biết. Làm em nói thiệt á, nãy giờ em buồn lắm luôn á. Tự nhiên bạn bè của người ta cái bây giờ đi qua đây, xong rồi cái nắm bạn bè của người ta nói chuyện, làm em bơ vơ, em không biết làm gì hết trơn hết trọi á. Em nói thiệt em là em tức mấy cái. Ủa thầy đâu rồi? Ủa thầy, ủa sao em đang nói chuyện với thầy mà thầy bỏ đi đâu vậy? Thầy thiệt tình luôn á, hôm nay là ngày gì á, ai cũng bỏ rơi mình hết trơn hết trọi á. Tức thiệt. Wow. Chết tôi rồi. Nếu mà Tuấn Kiệt A Quan gặp nhau và tìm hiểu lại quá khứ thì làm sao đây hả? Vậy là không ổn rồi, chết tôi rồi. Ây da, trời đất ơi. Thầy, ê, con xin lỗi thầy. Sao thầy? Con đang tập bóng chuyền này, sao thầy vô đây? Đúng rồi, chỉ có cách này thôi. Cảm ơn mấy trò nhiều lắm nha. Đúng rồi. Kỳ vậy? Kỳ vậy, bình thường quýnh trúng thầy mà thầy không chửi còn cảm ơn nữa. Sao vậy? Thầy hôm nay kỳ ghê ta. Thôi mình chơi tiếp. Chơi tiếp đi, lấy banh. Thầy tưởng ơi, đâu rồi, đâu rồi? Ây da, cái gì vậy? Sao suốt ngày chui rút ở dưới đó hoài vậy? Tôi đang lao. Trời ơi, lao dọn hoài kỹ quá đi hà. Đi nhẹ, nói khẽ. Cha tại sao la hét à mỹ vậy? Thầy mới la hét đó. Đừng làm phiền người la. Tôi có chuyện này rất là gấp ở nhà. Ồn ào quá, có chuyện này rất là gấp ở nhà, thầy giúp đỡ nè. Hả? Chuyện gì? Dạ thiệt khổ, đây là cái chuyện vô cùng hệ trọng đó, liên quan tới cả toàn bộ câu chuyện này đó. Là gì không có hiểu gì hết trơn á. Cái chuyện hệ trọng lắm đó, bây giờ thầy phải giúp tôi. Giúp cái gì? Nghe lén giùm tôi đó. Cái gì vậy? Cái gì đó? Thầy nghĩ sao vậy? Đường đường là một người hả, tốt bụng như tôi, một người thật thà, một người trung nghĩa như tôi, nghĩ sao thầy bắt tôi đi làm chuyện xấu xa là nghe lén người ta hả? Cái chuyện nghe lén nói nhỏ thôi, tại sao la lớn như vậy? Nhưng tôi không đồng ý, sao tự nhiên bắt tôi nghe lén? Giống như tôi nói thầy nghe rồi, cái chuyện nghe lén này nó vô cùng hệ trọng, liên quan toàn bộ câu chuyện này. Có nghĩa là bây giờ Tuấn Kiệt đang nói chuyện với Âu Oanh về cái người xưa của Tuấn Kiệt, mà người xưa của Tuấn Kiệt là thầy biết là ai rồi, liên quan tới sinh mạng của hai đứa nó đó. Thầy hiểu chưa? Nó quan trọng lắm đó. Đúng rồi, cái chuyện này là ảnh hưởng đến mạng của nó đó. Phải lập tức đi nghe lén đi. Cái đi nghe kỹ chỉ có một mình tôi là làm được thôi. Đúng rồi đó, thầy là ánh sáng của đời tôi. Ôi là niềm vinh hạnh tôi. Nịnh quá. Nè, chỉ có thầy giúp thôi. Thôi, đừng có nói nhỏ nữa, nói vừa phải được rồi. Giúp được tôi? Tôi không có làm công không đâu, tôi không làm công không, phải trả công. Thầy cứ yên tâm đi, tôi không để cho thầy thiệt thòi đâu. Muốn cái gì? Trà sữa được không? Trà sữa 30% đường, 70% đá, 50 chân trâu đen. Rành như vậy luôn đó hả? Hả? Trời ơi, cái gì tôi cũng biết hết trơn á. Tại sao tin quá vậy? Rồi quyết định vậy đi, tôi đi đây. Khoan. Gì nữa? Tôi đi làm việc giúp thầy á, thì thầy giúp tôi lại đi chứ. Có điều kiện đó nữa hả? Thấy không? Giờ phòng tôi bừa bộn quá à, dơ hầy hà. Hồi nãy giờ dọn dẹp chưa xong nữa. Nè, giúp tôi lau dọn đi hen. Rồi tôi đi lo chuyện ở thầy đây. Trời đất ơi, tại sao hôm nay cái phòng nó kinh khủng vậy hả? Nè thầy tướng.
Ấy da, lần nào cũng bắt tôi phải lau dọn hết á. Nhưng mà lần này á, tôi khỏe ra thôi. Hai đứa vô đây hả? Hai đứa đâu rồi? Nhanh lên, nhanh lên. Bây giờ á, sắp xếp bàn ghế gọn gàng á, lau dọn lại nghe chưa? Rồi tôi sẽ trả công đàng hoàng đó, đừng có thái độ đó với tôi. Sao tụi em cứ phải chực nhật hoài vậy thầy? Bây giờ á, tôi trả công đàng hoàng mà nói rồi, muốn cái gì đây? Phải có thưởng cho con đó nha. Rồi được rồi, trà sữa được không? Được thầy, nhưng mà á là 30% đường nè, 70% đá. À con quên nữa, phải có tinh cho đi cho con nữa cơ. Sao giống y như ông kia vậy? Dạ giống thầy tưởng. Thầy cho thường rủ nhau đi uống trà sữa lắm đúng không? Dạ chứ sao. Cô kia uống gì nói luôn đi. Dạ con cũng giống bạn. Vậy thôi hai đứa cứ làm đi, tôi mời hết. Thầy nhớ nha. Rồi. Thầy hứa rồi đó. Đây nè. À tôi nhớ rồi. Tôi nhớ rồi, Tôi nhớ cổ có một cái năng lực rất là đặc biệt nha. Nếu mà cổ mà có mặt ở đây á, tôi bảo đảm luôn các học viên ở trong trường này không ai bằng cổ đâu. Thiệt đó. Tôi chỉ nhớ mang máng như vậy thôi, mà cũng không phải là đó là cái nhớ nữa, nó giống như là cái gì một hình ảnh rất là mơ hồ, nó mang máng vậy à. Vậy thôi được rồi. Vậy là đầy đủ những thông tin mà tôi cần rồi. Cảm ơn ông nha. Gì? Thông tin gì? Không, ý của tôi là ông đã nói được những gì mà tôi muốn nghe rồi đó. Vậy là được rồi. Được rồi hả? Ê, muốn nghe gì nữa không? Hỏi đi tôi trả lời cho. Đang rảnh mà. Không, vậy là đủ rồi. Thôi ông tập luyện tiếp đi, tôi đi về nha. Lực sĩ gì đâu mất tiêu rồi, lấy gì đâu luyện tập. Chắc là ông đi ra canteen rồi đó. Thôi để tôi ra canteen tôi tìm ông. Thôi ông đi ra canteen đi, tôi về ký túc xá học bài luôn nha. Thôi đi đi. Bye bye nha. Bye bye. Mấy đứa nó ngồi trên giường nói chuyện, mình lên lết dưới đây tụi nó không có phát hiện đâu. Công nhận mình thông minh thiệt. Mình nằm sát như vậy, đố tụi nó phát hiện ra. Bây giờ nhiệm vụ của mình chỉ việc nằm sát bên im lặng nghe ngóng tụi nó thôi. Ủa? Sao nãy giờ không nghe tụi nó nói gì hết ta? Ủa? Chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi? Thầy không có làm gì, thầy không có nhìn gì. Ở đâu rồi? Trời ơi, tụi nó không có ở đây. Làm nãy giờ mình, trời ơi, trường bò gần chết. Mắc mặt cái sợ luôn á. Hình thích hậu ai thấy. Toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.